Nghe được, nghe nha. Từ đêm thôi. Nhiều nữa ta. Thì lấy gì nữa? Để lấy ra 2 triệu không? Ê, gớm gớm. Bỏ túi lắm. Bỏ túi. Đếm tiền đi, nhanh lên. Chụp về để bay nha. Trời ơi. Ủa sao đâu tiền nhiều dữ hả? Tiền được bo lắm trời. Rồi, xin chào mọi người nha. À, hôm nay là đây là con heo của V8 nha. V8 Mỹ Phước. Và hôm nay là lễ đập heo. Rồi khách bo quá trời. Nhân viên giàu hết. Rồi bóc tiền lên coi nào, nhiều không? Nhìn đây nè. Hai bé ham tiền. Vô chờ tấm hình đào.